Đến với Mù Căng Chải vào tháng 9, tháng 10 này, những thửa ruộng bậc thang vàng óng hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Những thửa ruộng như kéo dài đến chân trời hiện ra giữa cảnh sắc thiên nhiên bình dị. Cùng với mùi thơm lúa chín rộ thoang thoảng khắp các thung lũng khiến cho nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Sự hấp dẫn của Mù Căng Chải trong cảm nhận của nhiều du khách đẹp nhất vẫn là mùa vàng, vì ngoài cảnh quan đẹp, bản làng ấm no thì thời tiết đẹp, mát mẻ giúp du khách dễ thích nghi. Lần này có lẽ là lần thứ hai em đến, nhưng mà lần đầu tiên em chỉ đi qua thôi chứ em không có thời gian để ngắm cảnh ở đây nhiều. Em thấy ở đây đẹp, tuyệt vời ạ. Việt Nam, lần này em được rất là may mắn được đi vào cái dịp mà lúa chín ạ. Nên là em được nhìn những cái ruộng bậc thang cũng khá là đẹp. Mù Căng Chải vào mùa lúa chín không chỉ quyến rũ du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường đầy xúc cảm của người dân nơi đây, những bức ảnh chụp lại hình ảnh những người nông dân cần mẫn trên cánh đồng, những nụ cười hồn hậu và những nếp nhà sàn ẩn hiện trong làn sương sớm đều toát lên vẻ đẹp giản dị nhưng đầy chất thơ. Từng khoảnh khắc trong mùa vàng Mù Căng Chải đều đáng được lưu giữ như một phần ký ức đẹp về vùng đất này. Em lần này lần đầu tiên em đến với Mù Căng Chải ạ. Và khi em đến đây thì thực ra với cảm nhận đầu tiên khi em đến đây em thấy nó rất là hùng vĩ. Và nó cảnh vật làm cho em cảm thấy là mà em chưa bao giờ được nhìn thấy những cái cảnh vật nào mà nó nên thơ mà lại làm cho mình cảm thấy ưa thích như thế này. Và ngoài ra thì em đến đây thì cũng được tiếp xúc với cả đồng bào dân tộc người Mông ấy. Thì cũng được họ dẫn đi trải nghiệm, nên em cảm thấy rất là vui. Để tạo ấn tượng cho du khách khi đến với mảnh đất Mù Căng Chải vào các mùa trong năm, chị Hờ Thị Mỉ ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tẩn đã chuẩn bị nhiều bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình để cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan vẻ đẹp ruộng bậc thang được thuê để lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đến với xã La Bán Tẩn. Nói chung là lần đầu lên đây thì thấy phong cảnh đây nó thật hùng vĩ, rất đẹp, con người thân thiện. Số 1 Việt Nam. Nói chung bộ quần áo của đồng bào dân tộc Mông thì mặc rất thoải mái và rất là đẹp. Mình thấy cái nét văn hóa của người dân tộc rất là tuyệt vời. Hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi xã La Bán Tẩn được thành lập từ tháng 7, 2022 với 7 thành viên. Hợp tác xã hiện đang thuê gần 5 hectare diện tích ruộng bậc thang tại khu vực Đồi Mâm Xôi để cây lúa và làm du lịch. Vào các tháng cao điểm của mùa du lịch, hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động thời vụ và quản lý 500 xe ôm đưa khách đi tham quan khu vực Đồi Mâm Xôi, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên các hoạt động du lịch của hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi xã La Bán Tẩn đã giảm mạnh và đây là một trong những khó khăn cho ngành du lịch của địa phương. Sau cơn bão số 3 thì đối với lại hợp tác xã thì cũng đã hoạt động lại tất cả các công việc như là trực chốt, xong là dọn vệ sinh, xong là làm các công tác là đảm bảo an toàn cho khách lên tham quan Đồi Mâm Xôi. Còn cái thiệt hại ấy, thì đối với lại Mù Căng Chải nói chung và hợp tác xã Mâm Xôi ở trên địa bàn Đồi Mâm Xôi thì là về tài sản thì không bị thiệt hại nhiều, chỉ là một số chỗ sạt lở nhưng mà hợp tác xã nhanh chóng là khắc phục để lưu thông cho khách. Còn cái thiệt hại lớn nhất đó là cái nguồn thu và cái lượng khách đến đối với lại Đồi Mâm Xôi nó hạn chế rất nhiều, do cái một số chỗ là bị ảnh hưởng, cho nên là cũng gây ảnh hưởng tâm lý của khách, cho nên khách cũng lên Đồi Mâm Xôi ít. Mà trong so sánh từ năm nay so với năm ngoái thì riêng thứ 7 là hơn 2.000 khách trong ngày cuối tuần, còn so với năm nay thì do cái bão số 3 đi qua thì ngay tâm lý thì 3 ngày từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì hợp tác xã thống kê là chưa đến 200 khách lên, mà có ngày sau bão là không có khách nào, có ngày là không có khách nào. Trong thời gian tới thì do cái lượng khách nó ít và cái hoạt động của huyện cũng hoãn lại, cho nên là cái lượng khách ít thì là sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu của hợp tác xã, để mà những khoản mà giả dân này xong chi vào các hoạt động thì
hạn chế đi rất nhiều. Thế thì chỉ mong muốn là các cấp chính quyền là tạo điều kiện, các ngân hàng tạo điều kiện để hợp tác xã vay vốn để chi vào các hoạt động của hợp tác xã trong năm nay. Đồi Võng Lúa, Móng Ngựa tại bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, Mù Căng Chải là điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn đầy đủ góc đẹp của những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Và người dân nơi đây, từ việc trồng lúa chỉ để cung cấp lương thực, đã bước sang một hướng đi mới, trồng lúa để làm du lịch. Thời gian qua, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các hoạt động du lịch của hợp tác xã Võng Lúa cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi hoàn lưu bão số 3 đổ bộ vào đất liền của Việt Nam thì đối với các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng thì tỉnh Yên Bái chịu rất nặng nề về bão hoàn lưu, cho nên là cái lượng khách du lịch đến các điểm du lịch của Mù Căng Chải chúng ta nói riêng thì rất là ít so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy trong thời gian tới thì hợp tác xã cũng mong muốn là cấp đảng chính quyền sẽ tạo điều kiện cho hợp tác xã là sẽ miễn giảm trừ ngân sách xã hoặc là miễn giảm thuế. Mù Căng Chải với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo là viên ngọc quý. Và mùa lúa chín, nơi đây là điểm đến mơ ước của nhiều du khách với những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và những trải nghiệm văn hóa khó quên.